Sơn Tùng chính thức unfollow Thiệu Bảo Trâm, Hải Tú thành sao nữ Việt duy nhất được sếp nhấn theo dõi. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đã nổ ra một cơn bão lớn và khuynh đảo khắp mạng xã hội khi xuất hiện thông tin rạn nứt tình cảm giữa Sơn Tùng MTP, Thiệu Bảo Trâm. Câu chuyện còn được liên tiếp mổ xẻ khi nguyên nhân dẫn đến sự việc này được cho là Hải Tú, nàng thơ mới gia nhập công ty của giọng ca Hải trao cho anh chưa lâu. Vào sáng ngày 24 tháng 1, netizen vô tình soi được hình ảnh Sơn Tùng unfollow tài khoản Instagram của Thiệu Bảo Trâm. Vậy là nghi vấn cả hai đường ai nấy đi dường như đã được sáng tỏ. Cùng với đó, Hải Tú trở thành sao nữ Việt duy nhất được nam ca sĩ nhấn nút theo dõi ở thời điểm hiện tại. Sau chuỗi ngày im hơi lặng tiếng giữa lùm xùm rạn nứt với Thiệu Bảo Trâm, Sơn Tùng MTP đã công khai xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc. Bởi vì mới tối hôm qua 23 tháng 1, anh còn được cho là đã gửi lời nhắn nhủ đến Thiệu Bảo Trâm trên sân khấu. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Sơn Tùng MTP hát live Chúng Ta Của Hiện Tại, bản hit mới nhất dành cho hàng nghìn khán giả. Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em. Lời chia sẻ vô cùng đặc biệt của Sơn Tùng MTP ngay khi xuất hiện giữa lùm xùm khiến cho nhiều người đặt nghi vấn nam ca sĩ đang gửi lời nhắn đến Thiệu Bảo Trâm. Hiện câu chuyện tình cảm giữa Sơn Tùng MTP, Thiệu Bảo Trâm, Hải Tú vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ba ngày sau ồn ào giữa Sơn Tùng MTP, Thiệu Bảo Trâm và Hải Tú, Instagram của Thiệu Bảo Trâm có lượng người theo dõi tăng chóng mặt. Cụ thể, Instagram của Thiệu Bảo Trâm đã cán mốc 2 triệu người theo dõi. Lần gần đây nhất vào ngày 21 tháng 1, Instagram của cô nàng cũng tăng mạnh 300.000 người chỉ trong vòng một ngày. Thời điểm đó, Instagram của Thiệu Bảo Trâm chỉ vừa chạm mức 1,8 triệu follower.